Xin kính chào tất cả quý vị khán giả và các bạn đã trở lại với kênh của Cali Sài Gòn, và xin chúc cho tất cả quý vị được nhiều sức khỏe, gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Nếu thấy thông tin hữu ích thì nhớ bấm like, chia sẻ và cho mình một lượt đăng ký kênh nhé. Thành thật cảm ơn tất cả quý vị thật nhiều. Vâng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ về ca sĩ Tô Thanh Phương. Các bạn mà coi phim truyền hình Đất Phương Nam thì không ai sẽ không biết cái tiếng hát trong cái bài nhạc nền đó là ca sĩ Tô Thanh Phương. Một cái giọng hát rất trầm ấm các bạn ha. Nhiều người nghe cái bài hát đó rất là nhiều lần, nghe đi nghe lại, tại vì chúng ta coi cái phim Đất Phương Nam mà có Hùng Thuận đóng ở nơi trong đó đó các bạn. Nhưng mà chúng ta lại ít có biết được ca sĩ Tô Thanh Phương là cái gương mặt của ông ấy đó các bạn. Chỉ nghe tiếng hát thôi à. Vân để lại một ấn tượng rất sâu sắc trong lòng của người khán giả. Gần đây thì ca sĩ Tô Thanh Phương vì suy nghĩ quẩn, rồi tại vì nhiều chứng bệnh mắt mờ mắt cườm, rồi bị chứng bệnh Parkinson nha các bạn, run run tay run chân các bạn, rồi ông ấy đã nghĩ quẩn và ông ấy đã nhảy lầu. Bây giờ thì cũng nằm trên giường bệnh rất là yếu ớt, nhưng cũng được người vợ Tào Khang chăm sóc cẩn thận. Ông ấy cũng không có muốn cho nhiều nghệ sĩ biết lúc mà ông ấy lâm vào tình trạng khó khăn trong cái thời gian trước, cho nên đa số mọi nghệ sĩ trong cái giới mà nghệ sĩ ca sĩ các bạn không có biết cái tình trạng, chứ mà theo mà mình biết á thì giới nghệ sĩ họ cũng hay lui tới thăm viếng những cái người bạn đồng nghiệp, nhưng mà ít có ai nhắc đến ca sĩ Tô Thanh Phương. Chắc có lẽ vì lòng tự trọng, và ông ấy cũng khi mà mình mở lời hay là mình muốn người khác giúp đỡ đó, nó cũng khó khăn lắm các bạn, nhiều khi đụng chạm tự ái. Ông ấy một thời là ca sĩ hàng A đó nha các bạn nha, đoạt huy chương vàng rất nhiều luôn á. Nhưng mà cuộc đời phải nói thật sự chứ, vào trong cái nghiệp ca hát này thì tổ nhiều khi đãi người này mà tổ lại không đãi người kia, có duyên hay không có duyên gì thôi. Có người đi lên mặc dù không phải là ca sĩ hàng A nhưng mà họ đi lên, còn nhiều người đoạt rất nhiều giải nhưng mà cuộc đời lại ba chìm bảy nổi, giống như là ca sĩ Tô Thanh Phương vậy. Gần đây thì có một cái tờ báo được thông tin rằng ông ấy rất yếu, không ngồi được, muốn khóc như khi mà nhìn thấy Mỹ Tâm. Mỹ Tâm thì không ai mà không biết không các bạn ha. Nhưng mà hồi lúc mà hơn 20 năm về trước thì nó khác rồi nha. Lúc đó Mỹ Tâm có trình diễn ở bên Mỹ này và có về Sacramento này. Để giống như đi lưu diễn từng chỗ các bạn, mà cái người mà dẫn dắt Mỹ Tâm những cái show diễn đó là nhạc sĩ Lê Quang đây các bạn. Chút xíu nữa mình sẽ kể về vấn đề đó, bây giờ mình nói về nhạc sĩ Tô Thanh Phương đi. Kính thưa quý vị, ca sĩ Tô Thanh Phương còn nhớ được cả chuyện Lê Quang chơi nhạc cho Mỹ Tâm và nhiều chuyện năm xưa khiến ai cũng bất ngờ. Sau khi biết về tình hình sức khỏe của ca sĩ Tô Thanh Phương, vợ chồng nhạc sĩ Lê Quang và ca sĩ Cam Thơ ở Mỹ đã nhờ người tới thăm hỏi và gửi tiền ủng hộ khá nhiều, còn quyên góp thêm tiền để gửi về cho gia đình nam ca sĩ. Vâng, bây giờ anh Lê Quang anh bị bệnh và anh cũng bị mất hết một chân rồi các bạn. Họ phải cưa cái chân của anh, bệnh tiểu đường này khi nào đó các bạn. Ở dưới Los, ở trong một cái căn nhà mobile home với lại người vợ là Cam Thơ, ca sĩ Cam Thơ ở đó. Cũng nhiều nhạc sĩ và nghệ sĩ cũng tới lui, cũng thăm hỏi anh Lê Quang. Những ca sĩ mà ở Việt Nam qua hay thường ghé nhà của vợ chồng nhạc sĩ Lê Quang thăm hỏi lắm. Được biết là nhạc sĩ Lê Quang và ca sĩ Tô Thanh Phương từng là đồng nghiệp khá thân thiết với nhau, làm việc cùng nhau trong cái thập niên 90. Tuy nhiên sau khi bị bệnh, ca sĩ Tô Thanh Phương cắt đứt liên lạc với mọi người, nên nhạc sĩ Lê Quang mới đúng hơn. Không biết anh ở đâu,
Làm gì suốt mấy chục năm qua, mãi tới giờ nhạc sĩ Lê Quang mới liên lạc được với lại vợ của ca sĩ Tô Thanh Phương. Ca sĩ Tô Thanh Phương không giống như một số ca sĩ khác khi mà bị hoạn nạn, bị này kia nọ là nhờ đồng nghiệp, nhờ người này, nhờ người nọ. Nhưng mà Tô Thanh Phương là cắt đứt liên lạc với tất cả những anh em đồng nghiệp luôn các bạn ha. Có lẽ là lòng tự trọng hay là người ta cũng chút xíu mặc cảm khi mà thấy đồng nghiệp của mình đi lên, còn mình thì bị bệnh hoạn và càng ngày càng đi xuống. Cái đó là cái sự suy nghĩ của rất nhiều người. Xin lỗi quý vị. Mới đây nhạc sĩ Lê Quang từ Mỹ gọi về video để trò chuyện cùng ca sĩ Tô Thanh Phương. Tô Thanh Phương dù đang bệnh nặng và có lúc thì nhớ, có lúc lại quên. Nhưng mà khi mà nói về nhạc sĩ Lê Quang thì anh ta nhớ liền. Và rất là vui mừng, hào hứng khi được nhìn mặt người bạn đồng nghiệp năm xưa. Tô Thanh Phương cho biết anh hiện rất là yếu nên không thể ngồi được. Nhưng vẫn cố nhìn vào cái điện thoại để thấy mặt Lê Quang và hỏi thăm. Khỏe không Quang? Lâu quá rồi Quang ơi. Quang nhớ Việt Nam không? Gặp Lê Quang khớp quá không nói gì được hết. Đó là lời trần tình của ca sĩ Tô Thanh Phương. Nhạc sĩ Lê Quang cũng vui mừng đáp. Em đây anh. Lâu lắm rồi mới thấy anh. Phải là mấy chục năm rồi á, em nhớ Việt Nam lắm, nhớ anh lắm. Em vẫn nhớ hồi đó mình làm phim Đất Phương Nam. Có anh hát nhạc phim, anh có ăn được nhiều chưa? Đó là lời tâm sự hỏi han của Lê Quang. Vì ca sĩ Tô Thanh Phương sức yếu, không nói được nhiều nên vợ phải trả lời thay. Anh Phương chưa ăn được nhiều, chủ yếu là húp cháo mà thôi. Ca sĩ Tô Thanh Phương còn nhớ được cả chuyện Lê Quang chơi nhạc cho Mỹ Tâm và nhiều chuyện năm xưa khiến ai cũng bất ngờ. Đến vợ anh cũng thốt lên. Trời ơi, sao lúc này lại nhớ được nhiều chuyện thế? Trước không thấy nhớ gì, ít nói lắm. Giờ lại nói nhiều và nhớ rất là nhiều chuyện. Chắc gặp lại người xưa nên kỷ niệm ùa về. Lúc tối con bảo là tôi là sắp thấy Lê Quang rồi, thấy mà muốn khóc luôn. Tại vì khi gọi về chắc có lẽ anh Lê Quang cũng cho biết là mấy giờ anh sẽ gọi về, cho nên ca sĩ Tô Thanh Phương chờ đợi và nói như vậy là tôi sắp thấy được Quang Lê rồi. Cho nên cảm động muốn khóc. Nhạc sĩ Lê Quang từng hoạt động tích cực ở Việt Nam thập niên 80-90 đầu 2000. Lăng Xê nhiều ca sĩ, anh được coi là ân nhân của Mỹ Tâm. Khi Lăng Xê có thành công sản xuất live show tầm cỡ đầu tiên cho cô, đến giờ Mỹ Tâm vẫn mang ơn Quang Lê. Qua Mỹ diễn là tới thăm Lê Quang nhiều. Có thể nói đây là hình ảnh của Mỹ Tâm và Lê Quang. Khi mà Mỹ Tâm tới thăm ca sĩ Lê Quang, thấm thoát ra cũng một thời gian rất lâu rồi các bạn. Thời gian đó có một người tên là Thúy Nga, không phải là trung tâm Thúy Nga đâu nha. Một chị tên Thúy Nga ở Sacramento này có mời Mỹ Tâm về đây trình diễn. Các bạn biết không, khi mà ca sĩ hay là nghệ sĩ cải lương Việt Nam qua bên đây thì có một bầu show và người ta có thể là ký giao kèo hợp đồng là 10 show hay là 20 show gì đó cho cái người ca sĩ đó, nghệ sĩ đó. Rồi qua bên đây, đâu không phải là người bầu show đó tổ chức hết, thí dụ ký hợp đồng 10 show, chứ chắc gì là bầu show mở 10 show cho người đó đâu. Có thể người ta bán lại cho những cái người khác, cho những cái bầu show khác mà người ta mong muốn đó các bạn. Đó cũng giống như là lúc mình biết á, thì là ca sĩ Mỹ Tâm đang hát ở San Jose, nhưng mà chị này ở Sacramento cùng thành phố với mình, rồi chia sẻ một cái show đó. Lúc đó cũng đông lắm mà nghe. Có nhạc sĩ Lê Quang, lúc đó Lê Quang còn khỏe lắm. Mình nhớ cũng phải là 20 năm rồi á, chứ không có ít đâu. Mà ca sĩ Mỹ Tâm lúc đó trẻ mấy các bạn, tôi còn nhớ bằng cái bộ đồ màu đỏ, áo đầm màu đỏ mà phải nói rằng
ca rất là hay và ca 10 bản liên tục luôn. À, vừa ca vừa nhảy, vừa nhảy vừa ca. Không mệt các bạn. Phải nói khỏe, kinh cũng khỏe. Các bạn biết mà các bạn ca nhiều khi 4-5 bản, ca sĩ thường thường ca 4-5 bản là cũng mệt rồi. À, đừng có nói chi mà nhảy. Còn này vừa hát mà vừa nhảy nữa. Cả chục bản luôn. Cái live show của Mỹ Tâm. À, vừa nhảy vừa hát, vừa nhảy vừa hát. Và thấy cô ấy khỏe, thì khỏe luôn. Tôi còn nhớ tôi có chụp hình chung với cổ. Cái này, lâu lắm rồi. Lúc đó tôi cũng còn trẻ lắm các bạn ơi. À thấy không? À, đây. Đây. Đây Mỹ Tâm. Lúc mà lúc này cô ấy hình như mới có 20 mấy tuổi à. Đó cái áo đầm đỏ, cái áo đầm màu đỏ đó, tôi còn nhớ áo đầm màu đỏ mà. Còn cái áo đó là áo khoác ở bên ngoài khi mà trong giờ nghỉ giải lao á các bạn, để cái này phần 1 thôi, rồi tới phần 2 nữa. Đó trong giờ lúc giải lao thì tôi có chụp hình chung với cổ. Thật ra hồi lúc đó MC rất là ít. Hồi đó tôi có tham gia chương trình văn nghệ ở thành phố Sacramento rất nhiều. Nếu mà các bạn ở San Jose hay ở Việt Nam thì khi mà hỏi mấy người nghệ sĩ, ca sĩ thì dầu gì mình cũng có một chút xíu. Giống như là mình tổ chức văn nghệ mình cũng bầu tèo, hoặc là mình làm MC đám cưới đó các bạn. Thì thật ra cái chương trình này là tôi giúp cho chị Thúy Nga đó làm MC. Nó cũng đơn giản thôi, có một người MC với San Jose là nữ và tôi là nam ở trên Sacramento, và cũng giống như là soạn thảo cái chương trình, ai nói như thế nào ai nói như thế, mà cũng nói cũng đơn giản chứ không có nói nhiều. Thì giúp cho chương trình của chị này thấm thoát đó một cái 20 năm rồi lẹ thiệt. Lúc đó anh Lê Quang cũng trẻ lắm, bây giờ ảnh bị cưa một cái chân, thấy ảnh cũng già hơi nhiều. Thời gian mà ai cũng già, các bạn nhìn coi lúc trước cái tôi trẻ vậy nè, 20 năm, 20 mấy năm trước á, bây giờ già như trái cà rồi còn gì nữa. Vâng, quay lại câu chuyện của ca sĩ Tô Thanh Phương. Mong rằng các anh em nghệ sĩ, có một cái nhóm nghệ sĩ, ca sĩ nào đó hãy giúp đỡ cho gia đình của ca sĩ Tô Thanh Phương. Vì mình thấy không, anh Tô Thanh Phương không có scandal nha. Không có những cái gì mà nó trong quá khứ không có những cái scandal bậy bạ hay là xấu á các bạn. Không giống như là nghệ sĩ Thương Tín. Nghệ sĩ Thương Tín thì các bạn cũng biết là có những cái quá khứ nó cũng không được đẹp gì mấy. Không phải là ở đây mình khui ra, không phải như vậy. Ý tôi muốn nói đem so sánh á. Thì anh ca sĩ Tô Thanh Phương này không có cái gì mà để chúng ta bàn luận trong quá khứ hết. Cho nên những mạnh thường quân hay là nhóm nghệ sĩ Việt Nam, nếu có nhu cầu, có cái... có thể trong khả năng của mình thì có thể giúp đỡ cho một người từng là ca sĩ hàng A, cũng từng là người hát nhạc nền cho cái bộ phim truyền hình Đất Phương Nam, một người ca sĩ hiền lành và có giọng ca cả hàng triệu người yêu mến lúc đó, thời gian 90 mấy đó. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với mình chia sẻ, và xin hẹn gặp tất cả quý vị trong một cái video lần sau. Xin chào.